Em lại về được một số cái hàng của đồng của Nhật đi, hàng bãi. Đây là bình này cũng đến từ Nhật nhé, bình hút lộc của Nhật. Và đây một số cái chân nến này cũng như là hương, những cái này toàn tất cả của Nhật hết, hàng bãi cam về hết ạ, bãi cam hết, bãi cam. Đây đi theo lô này nữa, lô đợt này thì được đúng một cái bình này. Bình này là bình hút lộc, lộc nó đây có tượng trưng cho một đàn gà này, con gà trống này, gà mái và đàn gà con này. Đấy là mẫu đơn này thành tao. Chiếc bình này để cho các bác mức giá là 900k, bình này chiều cao nó tầm khoảng độ 22 23. Đấy bình đến từ Nhật ạ, bình của Nhật các bác nhé, bình Nhật hết. Đấy, bình hút lộc của Nhật. Chưa? Con bình này tất cả đều của Nhật hết. Bé mồm thôi. Sang đến đây. Ủa, con này chắc nó phải cả cân mất các bạn. Nặng chịu luôn. Bằng đồng hết các bạn, bằng đồng. Tất cả bằng đồng. Ui, hàng hàng bãi là cam về thì em cứ thế này, em cần nặng cái nào em thấy nặng nhiều đồng thì em báo giá các bác nó cao lên tí, bác nào lấy thì cứ lấy thôi, mà nặng lắm chịch luôn. Cái này là số 1, 900k, kích thước đường ngang chiều ngang của nó tầm khoảng độ 10 đến 11 cm, miệng này cao này chắc tầm khoảng độ 15 16. Đấy, cái này cũng 900k, số 1. Bác nhớ số hộ em nhé, số 1 900k, số 2 này 600k. Đây. Số 2 600k. Đây này, biểu tượng này. Đấy. Cổ ấy. Số 2. Nhưng các bác nhìn thấy cái biểu tượng này ở đâu? Chịu. Số 2 600k. Cái số 3 đây. Số 3 này đồng đúc hết ạ. Nhá, đây em mở đồng đúc này. Đồng đúc tất. Đây có biểu tượng con chim hạc. Số 3 cái nắp đây, chân nến nhé, nắp nó đây này, nó vặn được gen này, bằng đồng hết này, em vặn vào đây này. Số 3 900k. Đấy em vặn. Đấy, con này cao tầm khoảng độ 38 gần 40, 35 đến 38 này. Số 3 900k. Tất cả đều được bằng đồng. Ngoài thì các họa tiết hoa văn này thì các bác thích tìm hiểu. Đấy, đây này, đúc chạm hết. Còn số 3 này 900k, chân nến này, này cắm nến này. Số 3 này. Con số 4 này cũng là chân nến, đồng hết chưa. Số 4 800k. Cứ hàng ở Campuchia về cả lô này thôi. Số 4. Đây số 4 này 800k. Con này thì cao tầm khoảng độ 30. 28 đến 30. Đấy. Con số 5 đây. Số 4 này, số 5 đây. Số 5 700k. Đây này, chân nến này người ta để nến cũng còn đấy con này. Đồng. Đồng đúc. Trên này có những biểu tượng hoa văn này. Cái này bác nào muốn về chất đồng nguyên thì bác về bác đổ tẩy vào cái nó ra hết chất đồng luôn, không còn nước sơn đến nữa ngay. Đấy. Đấy. Số mấy rồi? Số 5, 700k. Cao tầm khoảng độ 26, 28. Số 6 đây, 800k. 6 cũng vậy. Cao ba con này gần ngang nhau. Số 6, 800k. Đồng con này nặng hơn nữa. Đó chịch luôn. Số 6, 800k tiếp. Chân nến số 7 600k, thấp hơn chân nến. Đây biểu tượng long phượng cái gì đây này. Đấy, số 7 600k để cho bác thế. À
còn một cái đơn hàng này bắt đầu gọi thôi kìa. Còn cái đơn hàng này của các bác ra đây nha, à, có ba cái lọ này, ba lọ hoa này, ba lọ hoa hôm trước có bác chốt rồi nhưng mà không thấy báo địa chỉ gì cả. Đây em để lại cho bác nha, xả nha. Có ba lọ hoa là cái lô hôm trước bán rồi, trong này có ba lọ hoa, có cái lọ số 6 này 300, ba cái này mỗi cái em giảm cho bác 100 nhá. Số 6 này 300k thì còn 200k này, lọ hoa này còn đồng này. Số 2 này 460.000 thì còn 360.000 nhá, giảm cho 100 luôn. Lọ hoa đấy. Cái này lại trịch luôn này. Số 7 380.000 sẽ còn 280.000. Tất cả có nhật hết đấy. Đấy. Đấy, rồi ok các bác.